Thưa sư, có phải việc một vị Phật thọ ký cho một người nào đó thành Phật trong tương lai là bịa đặt? Vì các lý do sau: người tồn tại trong thời kỳ một vị Phật tồn tại thì cao lắm đạt quả vị A-la-hán, Đức Phật cũng khuyến khích người đó đạt từ quả vị A-la-hán ngay trong kiếp đó, chứ không phải luân hồi vô số kiếp đau khổ ở cõi ta bà này nữa. Để chờ một vị Phật, Đức Phật Gotama chưa từng thọ ký cho bất kỳ ai thành Phật ở kiếp sau, kể cả đó là đại đệ tử của Ngài, tài năng và đức độ nhất của Ngài. Khi các vị này mất, Ngài đều nói họ đã là A-la-hán, đã làm xong việc cần làm, không quay trở lại đời này nữa. Cho nên hoặc là Thế Tôn không thấy ai trong đời này xứng đáng thành Phật ở kiếp tương lai, hoặc là việc thọ ký thành Phật chỉ là chuyện bịa đặt. Có các giai thoại chỉ cúng dường thôi đã được thọ ký thành Phật, trong khi người ta xuất gia tu trì gia chốc bảy thì lại không được thọ ký. Nếu chuyện thọ ký là bị đặt, vậy liệu việc Ngài Di Lặc được thọ ký làm Phật trong 10 triệu năm nữa cũng là bị đặt? Vì Thế Tôn rất ít khi nhắc tới nhân vật này trong kinh Pali, chỉ xuất ở những bài kinh lẻ. Như vậy đó là quý vị quên cái người đặt câu hỏi này, quên một chi tiết rất là quan trọng được Đức Phật đề cập trong Chánh Tạng. Đó là gì? Cách đây 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, khi Ngài còn là một chúng sanh tìm cầu giải thoát, Ngài đã quỳ dưới chân Đức Phật Pandu Pandubuttara, có nghĩa là Phật Nhiên Đăng, và xin được trở thành một vị chánh đẳng chánh giác như là Đức Phật Nhiên Đăng. Cái người đặt câu hỏi này họ quên một cái chi tiết rất là quan trọng như thế. Và như vậy đó, chúng ta có thể đặt câu hỏi là tại sao Đức Phật Nhiên Đăng là người luôn luôn khuyến khích tất cả chúng sanh tu hành đắc đạo ngay trong đời này, mà Ngài lại xác nhận làm chi Đức Bồ Tát của chúng ta 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp sau sẽ trở thành một vị chánh đẳng chánh giác hiệu là Gotama? Quý vị thấy, bởi vì đấy, cái việc mà trở thành chánh đẳng chánh giác là cái việc của những người, những cái bậc đại nhân. Quý vị nên nhớ là khi mà Đức Phật, khi mà Bồ Tát của chúng ta quỳ dưới chân Đức Phật Nhiên Đăng, nếu như mà Ngài đổi nguyện, nếu như Ngài đổi nguyện, Ngài sẽ chứng A-la-hán, tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích. Nhưng Ngài vì lòng đại bi đối với tất cả chúng sanh, cho nên Ngài không có chứng đắc, Ngài không có bỏ cái lời nguyện của Ngài, và Ngài vẫn tiếp tục Ngài tu tiếp. Cái điểm này đó, theo cái phán cái suy đoán của sư, cái suy đoán của sư có thể khiến nhiều người hiểu lầm là những vị đã đắc thành A-la-hán rồi thì còn tu nữa để thành chánh đẳng chánh giác, thì xin thưa không phải nha, sắp không phải nha. Có nghĩa là nếu như mà Ngài bỏ nguyện đó, khi mà Bồ Tát quỳ dưới chân Phật Nhiên Đăng, nếu như Ngài bỏ nguyện thì Ngài có thể đắc thành quả vị A-la-hán, nhưng Ngài không bỏ nguyện, Ngài vẫn tiếp tục Ngài tu tiếp. Điều đó không có nghĩa là quả vị A-la-hán thấp, Ngài coi thường, không phải như vậy. A-la-hán thinh văn giác thấp coi thường, không phải như vậy. Mà bởi vì lòng đại bi đối với chúng sanh, cho nên Ngài vẫn quyết định Ngài tu tiếp 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Quý vị thấy khi đó Đức Phật Nhiên Đăng có cản hay không? Đức Phật không cản. Mà Đức Phật xác nhận rằng con người này, cái chúng sanh tìm cầu giác ngộ này, 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp nữa sẽ trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, tên hiệu là Gotama. Và xin thưa, kể từ sau khi gặp Đức Phật Nhiên Đăng, theo như chú giải Kinh Pháp Cú, Ngài gặp thêm 23 vị chánh đẳng chánh giác nữa. Nhưng mà 23 vị chánh đẳng chánh giác đó không có vị nào thọ ký cho Bồ Tát nữa hết. Tại vì sao vậy? Bởi vì Phật Nhiên Đăng Ngài đã làm rồi, và điều đó các vị chánh đẳng chánh giác tiếp theo đó các ngài không cần phải làm lại nữa làm chi.
Đương nhiên nếu như cần thiết các ngài vẫn sẽ xác nhận, nhưng mà do nhân duyên cho nên là Bồ Tát cũng không cần các ngài phải xác nhận thêm một lần nào nữa, và ngài cứ thế mà ngài tu thôi. Thì quý vị thấy, có thể nào mà quý vị đặt cái vấn đề là trong suốt những cái vị chánh đẳng chánh giác mà trải qua thời kỳ khi Bồ Tát tu tập đó, mà ngài không có được thọ ký thêm một lần nào nữa, thì không lẽ là do các vị chánh đẳng chánh giác đó không thấy một chúng sanh nào xứng đáng thành Phật nữa hay sao? Không phải như vậy, mà bởi vì các ngài thấy là không cần thiết, bởi vì cái người cần xác nhận thì đã xác nhận rồi, Đức Phật quá khứ đã xác nhận rồi, thì không cần phải xác nhận lại nữa làm chi. Đấy. Cũng vậy, khi Bồ Tát đắc thành quả vị chánh đẳng chánh giác, tức là Đức Phật Gotama của chúng ta, ngài thấy rằng đấy, những cái chúng sanh mà chắc chắn sẽ trở thành một vị chánh đẳng chánh giác ở cái kiếp vị lai, thì một phần trong số đó đã được các cái vị Phật trong quá khứ xác nhận rồi, thì ngài không cần phải xác nhận lại nữa làm chi. Và chúng ta không thể nào dựa vào đó để chúng ta nói rằng như vậy, không thể nào có một vị Phật nào ở cái kiếp sau này nữa. Đấy. Cho nên cái người đặt câu hỏi là do vị này thiếu một cái vấn đề rất là nghiêm trọng, là vị này quên rằng bản thân Bồ Tát của chúng ta đã được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cách đây 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Ha. Còn cái việc mà chỉ cúng dường mà được thọ ký thành Phật á, thì xin thưa là cũng do cái người đặt câu hỏi vị này đọc kinh không có nhiều. Quý vị biết là kể từ khi Đức Phật của chúng ta cách đây 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, sau khi được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký thành một vị chánh đẳng chánh giác, ngài tu trầy da chốc dãy chứ không phải chuyện thường. Kể từ cách đây 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, sau khi được thọ ký rồi, ngài vẫn tu tiếp. Ngài vẫn tu tiếp. Và trước đó đâu quý vị biết là Bồ Tát á, ngài trải qua để coi, 16 A Tăng Kỳ. 16 A Tăng Kỳ ngài tu đấy, ngài tu từ phát nguyện trong tâm, phát nguyện thành lời. Ngài tu 16 A Tăng Kỳ kể từ khi mà ngài có cái ý định là trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Ngài tu 16 A Tăng Kỳ, ngài vun bồi ba la mật 16 A Tăng Kỳ. Cho đến khi gặp Đức Phật Nhiên Đăng, ngài còn phải tu tiếp thêm 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp nữa. Chứ không phải là quý vị nói là chỉ cúng dường thôi mà được thọ ký, xin thưa không phải, chuyện không có đơn giản đâu. Ha? Ha? Có nghĩa là tổng thời gian mà Đức Phật Bồ Tát của chúng ta tu á, kể từ khi mà nảy sinh ra cái suy nghĩ thành một vị chánh đẳng chánh giác là ngài tu 20 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Cái số kiếp mà ngài bỏ thân mạng ngài để ngài cầu đạo chánh đẳng chánh giác nó nhiều không thể kể hết. Đấy. Mà quý vị nghĩ làm sao mà nói là chỉ cúng dường thôi mà được thọ ký. Ê, chuyện nó không có đơn giản đâu ha. Cũng giống như là cái chuyện mà chúng ta mở, ví dụ như ngày hôm nay chúng ta mở cái dĩa, mở cái lòng bàn ra, chúng ta thấy trên một cái dĩa chúng ta thấy là có cái táo, có một cái tre táo, và chúng ta nói là trời, cái gì đâu mà dễ vậy, mở cái lòng bàn ra là đã có trái táo rồi, cái chuyện nó đơn giản. Xin thưa, cái chuyện nó không đơn giản. Cái chuyện chúng ta thấy là cái thấy trước mắt. Chúng ta nghĩ cái chuyện là chúng ta mở cái lòng bàn ra mà chúng ta thấy cái trái táo, chúng ta thấy cái công sức bỏ ra nó rất đơn giản đúng không? Không đơn giản chút nào. Muốn kể là phải kể từ khi mà cái hạt táo đó nó được trồng xuống dưới đất. Người ta vun trồng, người ta tưới, người ta chăm sóc. Đấy, từ cái lúc nó còn là một cái mầm, nó lớn lên thành cây và thành táo, người ta chăm sóc, người ta bảo vệ cái trái táo đó cho đến khi trái táo nó chín, người ta hái về. Đấy. Và đâu phải là trái táo khi mà hái về là nằm ở trên bàn quý vị được. Hả?
quý vị cũng phải đi làm cực lực cày công xương sống cống xương sườn đấy, thì mới bỏ mới kiếm ra được cái đồng tiền, mới đi ra chợ mua cái trái táo đó về để vô trong cái bàn, lấy cái nắp lòng bàn đậy lại, chứ đâu phải trái táo tự nhiên là có cho quý vị đâu. Thấy chưa, ngay cả chuyện mà chúng ta mở được cái lòng bàn ra để chúng ta thấy cái trái táo ở trong đó chúng ta ăn, nó cũng tốn rất là nhiều cái nhân duyên và rất là nhiều sự nỗ lực. Đấy, cho nên cái việc mà quý vị thấy một chúng sanh mà cúng dường cho một vị chánh đẳng chánh giác mà được thọ ký thành cái này cái kia đó, quý vị chỉ thấy có mỗi chỗ đó thôi. Còn cái giai đoạn mà trước đó các ngài vuông bồi ba la mật, các ngài đã tạo tôn tạo vô số công đức, quý vị không thấy. Và sau khi mà Đức Phật đã xác nhận cho một vị nào đó thành một vị Phật, sau đó vị đó phải tiếp tục tu vun bồi công đức rất là nhiều nữa, quý vị không để ý. Quý vị chỉ ngó cái đúng có mỗi chuyện là cúng dường được Đức Phật thọ ký hết. Quý vị nghĩ chuyện đó đơn giản, không đơn giản đâu. Ha. Đấy.